Rồi, hello. Xin chào tất cả anh em đam mê xe mô tô Trung Quốc nha. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Mô Tô nha. Rồi, đến với kênh mình là một kênh mua bán mô tô phân khối lớn, phân khối nhỏ đó qua sử dụng nha anh em. Đặc biệt những dòng xe hải quan, những dòng xe sang tên được thì bên cửa hàng mình sẽ nhập về để phục vụ các tình yêu toàn quốc nha. Rồi, anh em xem video nhớ đăng ký video nha, để xem những video sau bên mình nha. Bên mình bán thì những dòng xe, đặc biệt là những dòng xe sang tên cho anh em nha. Thủ tục mua bán thì nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì phức tạp cả. Anh em nào ở tỉnh thì có thể chụp căn cước công dân gửi qua Zalo giúp em ha. Số Zalo của em có gắn trên màn hình ha. Chụp căn cước gửi qua Zalo giúp em sẽ rút gốc cho anh em toàn quốc nha. Chỉ cần một căn cước công dân thôi. Còn thủ tục thì bên em sẽ rút hết toàn bộ giấy tờ cho anh em. Anh em ở xa thì có thể cọc tiền, em sẽ ship xe đến tận nhà anh em nhận xe rồi mới giao tiền đủ nha anh em. Đó là phương thức mua bán bên cửa hàng em ha. Rồi, đến với chủ đề chính hôm nay mình muốn giới thiệu cho anh em một dòng xe cũng của nhà Honda được nhập Thái Lan. Con này được gọi là con Phantom 200 ha. Honda Phantom. Con này được nhập hải quan từ Thái Lan về Việt Nam, về thị trường Việt Nam khoảng 2010, từ đầu 2010 ha. Con này được thiết kế một bô một mái và còn xe còn khá là đẹp. Bánh thì bánh đũa ba cây ha, phuộc phiết là còn rất là đẹp nha anh em, đĩa đó còn rất là dày nha. Con này là con của nhà Honda luôn nha anh em, chính hãng Honda nha. Con này là khá là đẹp, con này là dán đóng dán beo nha anh em, đồ nó rất là đẹp nha anh em. Đồ này nhập khẩu của Thái Lan 100% ha, đồ nguyên zin. Anh em thấy cái xe rất mái đẹp không, cực kỳ bóng, đêm mình xăng không có một vết trầy nữa, sáng bóng inox là sáng bóng sao mặt được luôn hả, cốp nè còn khá là đẹp. Xe này trang bị đầy đủ đồ chơi cho anh em ha. Nè, con này được trang bị cản chống đổ ha, hai cái thùng sau, yên giữa ba ga sau. Xe này biển số đăng ký ở Sài Gòn ha, anh em mua bán ra cộng chứng cho anh em một nốt nhạc ha. Còn anh em nữa ở tỉnh thì phải rút hồ sơ nha. Anh em nữa ở Sài Gòn thì ra công chứng mua bán tốc hành 30 giây ha. Anh em nữa ở Sài Gòn thì qua cửa hàng mình xem xe 143 đường Phan Anh cũng Bình Tân nha. Đây, con này cái dáng rất là đẹp. Xe này chạy nó cũng lợi xăng lắm anh em. Con này chạy tới 4 mấy cây một lít xăng. Con này là Honda Phantom 200 phân khối nha anh em. Mâm của nó anh em nhìn khá đẹp nha, đồ của Thái chất lượng lắm anh em. Đó, cái dàn mâm dàn nhôm không, anh em nhìn cái dàn nhôm là hết hồn luôn đó. Khá là đẹp. Honda Phantom 200 màu đỏ bọc đô, biển số Sài Gòn, sang tên toàn quốc ha. Đó, tất cả đồ đạc anh em nhìn mê luôn ha, từ inox là soi mặt được luôn nha anh em. Đồng hồ km nằm trên bình xăng ha, xe chạy được 24.000 cây. Nổ máy luôn, đây là đèn trước, khá là đẹp, xe này khá là ngầu nè. Gắn cặp thùng sau rồi yên giữa sau, cản chống đổ, rồi chơi đầy đủ. Máy nổ thì thầm luôn,
nhanh, đi nhanh trái phải. Rồi, dựng đèn còi, xi nhan đầy đủ, cốt pha, đèn đá ha. Đủ đồ chơi nha anh em. Rồi, mình tắt máy nha. Con này giá công khai của nó là 90 triệu nha anh em. Bao ship xe đến tận nhà, bao rút hồ sơ cho anh em toàn quốc nha. Đặt thùng sau này cũng đẹp lắm anh em. Đặt thùng sau này còn khá là đẹp. Biển số Sài Gòn nha, 42637. Anh em là Sài Gòn thì mua bán ra công chứng cái một ha. Anh em ở tỉnh thì rút hồ sơ. Anh em ở tỉnh thì mình qua rút hồ sơ cho anh em 2 tuần là có hồ sơ nha anh em. Ngầu không anh em, xe này khá ngầu ha, xe này khá là ngầu quá nha. Rồi con này với giá là 90 triệu anh em. Anh em nào thích thì nhanh tay điện thoại cho em nha, điện thoại chốt cọc em sẽ chuyển xe, nhận xe rồi thanh toán tiền cho bên nhà ga cũng được, nhận xe rồi mới thanh toán tiền đủ nha anh em. Anh em ở gần thì qua 143 đường Phan Anh, quận Bình Tân để xem xe giúp em ha. Cây này cây một cây bô nó là khá đẹp luôn, cây bô dài này. Đúng TA 200 luôn của Honda Phantom nha anh em. Đúng 100% luôn. Cái yên sau thì quên cái mâm sau thì được đúc luôn ha. Đúc nguyên khói luôn, nguyên khói nhôm nguyên khói luôn. Nó hai đĩa, một đĩa trước và một đĩa sau nha. Đây là đĩa sau nha anh em, còn cái kia là đĩa trước. Xe này được hai đĩa, cặp phục là còn mới tinh luôn này. Thấy không, anh em thấy không? Không có xét, không có gì hết nha. Tất cả các bản đây là inox sáng bóng hết nha. Tay vịn đèn sau, chó sau là inox hết, sáng bóng hết. Đèn hậu, đèn gắn biển số là inox hết nha. Con này là con bản full nè, bản nó bản full nha anh em. Bản thường nó là mấy cái này là đen hết nè. Bản này là bản full nè. Bản thường là mấy cái này màu đen hết nha. Tất cả các loại này màu đen hết, cái này cũng màu đen nè. Đó, cái này là bản full của nó là bản inox hết. Đồng hồ nó cũng màu đen nha. Đó, anh em để ý nha, một con bản thường và một con bản full. Con này là con bản cao cấp nhất của dòng Honda Phantom nha. Được lắp inox hết. Những con bản thường là mấy cái này là màu đen hết nè, mấy cái này nè. Màu đen hết, sơn đen hết chứ không được ốp inox đâu nha. Đây những cái này cũng inox hết. Rồi, Vũ Mô Tô xin cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha. Anh em đã đăng ký rồi thì cho mình xin một like ha, một chia sẻ ha. Rồi, Vũ Mô Tô xin cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em một tuần làm việc thật vui vẻ. Rồi, bye bye anh em nha. Hẹn video sau.